Năm 2024, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã phê duyệt mẫu lễ phục mới trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một trong những nỗ lực nghiên cứu đổi mới của ngành quân nhu quân đội thời gian qua. Ngày 27 tháng 2, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22 sửa đổi một số điều của Nghị định 82 và Nghị định 61 cho phép quân đội được triển khai mang mặc mẫu lễ phục này. Tuy nhiên, để đi vào sản xuất, trang bị, ngành quân nhu phải thực hiện xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật. Đây là một bước quan trọng, làm cơ sở để kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm lễ phục cũng như công tác quản lý sau này. Lễ phục K24 có những cải tiến về chất liệu vải như độ thông thoáng, độ bền màu. Áo sơ mi mặc trong cũng được nghiên cứu mới với sợi tre tổng hợp. Nhiều chi tiết khác trên trang phục như logo, túi áo, viền bắt tay áo cũng được thay đổi thêm mới theo từng cấp hàm. Vì vậy, ngành quân nhu phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn toàn mới cho bộ lễ phục này, làm cơ sở để đưa vào sản xuất. Chúng tôi cũng đã tiến hành xây dựng 10 cái tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo cho một cái bộ sản phẩm K24, thì bao gồm 6 tiêu chuẩn quy định về sản phẩm may và 4 tiêu chuẩn quy định về sản phẩm nguyên liệu. Thì tuy nhiên là các sản phẩm này nó đều có những cái quy định riêng về công tác kỹ thuật. Tất cả các số liệu được kiểm tra thực tế trong quá trình nghiên cứu và trên các loại máy móc thiết bị chuyên biệt, đồng thời được tính toán cụ thể từng chỉ tiêu. Đây là cơ sở để ngành quân nhu tính toán định mức vật tư nguyên liệu và đưa ra được giá thành sản phẩm trước khi báo cáo phê duyệt sản xuất. Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm được ban hành sẽ là cơ sở để áp dụng trong quá trình quản lý chất lượng, triển khai đo may theo các cái quy định để bảo đảm cái lễ phục là đạt được các cái yêu cầu về chất lượng theo cái mẫu đã được phê duyệt. Chúng tôi cũng phối hợp với các doanh nghiệp để người ta là những người triển khai trực tiếp sản xuất thực tế, người ta có những cái kinh nghiệm để đưa ra những cái chỉ tiêu để nó đạt được cái yêu cầu đặt ra cho quá trình sản xuất sau này. Cục Quân nhu vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật may lễ phục K24 từ những điểm mới khác của sản phẩm. Thông qua tổ may mẫu, cán bộ nhân viên kỹ thuật của các doanh nghiệp có thể nắm rõ và thống nhất được quy trình cắt may, đảm bảo mỗi sản phẩm lễ phục mới được đo may theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng bộ, đều và đẹp. Chúng tôi đã phải chuẩn bị cái khâu chuẩn bị để phối hợp với các cái doanh nghiệp để đầu tư dây chuyền sản xuất, mua sắm công nghệ để làm sao nó sản xuất ra được những cái sản phẩm mới, ví dụ như là dệt được cái logo tay áo đấy, ví dụ như dệt được cái viền bác tay áo đấy, thế rồi sản xuất ra cả những cái dây chiến thắng, những cái cúc áo này đấy, là cũng phải sản xuất những cái cúc áo theo cái tiêu chuẩn mới. Tiêu chuẩn kỹ thuật để quản lý từ khâu sản xuất nguyên phụ liệu, đo may và còn được đánh giá khắt khe qua từng đường kim, mũi chỉ. Bởi tất cả những quy định, những tiêu chuẩn mà ngành quân nhu đặt ra là để có được bộ lễ phục mới hoàn chỉnh, thể hiện tính chính quy, đồng bộ, thống nhất và trang trọng của quân đội.